Trung Gia Hân, mỹ nhân TVB, từng bị tâm thần phân liệt sống ra sao sau kết hôn. Trung Gia Hân được khán giả xứ Hương Cảng yêu ái xếp vào danh sách ngũ đại hòa đán của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Tư Tử San và Trần Pháp Lạp, cô nổi tiếng của hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách. Trung Gia Hân được khán giả biết đến qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách của Hồng Kông như Gia Đình Vui Vẻ Hiện Đại, Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Bồ Tùng Linh, Công Chúa Giá Đáo, Cảnh Khuyển Ba Đả. Những bộ phim truyền hình có sự tham gia diễn xuất của cô đã mang lại nhiều giải thưởng nổi bật về điện ảnh như nữ diễn viên được yêu thích nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình hay nhất, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của Trung Gia Hân. Thời trẻ cô sở hữu gương mặt tròn xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ, giọng nói dịu dàng thanh cảnh. Nhờ vậy mà Trung Gia Hân được khán giả ưu tiên xếp vào hàng ngũ đại hoa đán với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Tư Tử San và Trần Pháp Lạp. Cô bắt đầu vào làng giải và đăng quang vị trí người đẹp Hoa Kiều năm 2004. Khi vừa đăng quang, người đẹp sinh năm 1984 nhanh chóng lọt vào mắt xanh của TVB. Cô ký hợp đồng với nhà đài, gia nhập làm nghệ sĩ độc quyền của TVB. Đây là sự kiện giúp cô trở thành ngôi sao đình đám nhờ dung nhan thanh tú, kiều diễm. Kể từ năm 2004, Trung Gia Hân luôn vào những vai diễn chính diện trong các tác phẩm điện ảnh lừng danh của TVB như Gia Đình Vui Vẻ, Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Bảo Vệ, Nhân Chứng. Từng bị tâm thần phân liệt, người đẹp Bằng Chứng Thép cho hay sau khi ký hợp đồng độc quyền với TVB, cô liên tục được sắp xếp tham gia nhiều dự án. Lịch trình trở nên dày đặc hơn khi ngày càng có nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến với nữ diễn viên. Tuy nhiên, Trung Gia Hân không dám từ chối vì sợ mất đi hảo cảm của lãnh đạo. Trung Gia Hân chia sẻ, lúc mới vào nghề, tôi là cô gái rất biết nghe lời. Công ty bảo một, tôi không dám cãi hai và cũng ngại nói lời từ chối. Thời điểm đó, tôi làm việc như trâu như bò. Kết quả là sau một thời gian, tôi chuốc hết bệnh tật vào người, kiệt sức và mắc chứng tâm thần phân liệt. Vì vậy, được TVB yêu ái chưa phải là chuyện tốt. Theo Trung Gia Hân, từng có thời điểm vì quá mệt mỏi, cô đã nảy sinh tâm lý, làm cho có để đối phó với công ty. Tuy nhiên nhận ra ý nghĩ này có thể hủy hoại cả sự nghiệp và mọi cố gắng của mình, người đẹp đã quyết định dừng lại, ngồi xuống thương lượng lại lịch trình và được TVB chấp thuận, giảm tải khối lượng công việc. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Trung Gia Hân sau khi giải nghệ. Nhờ nhan sắc mỹ miều kiều diễm, Trung Gia Hân từng là crush của nhiều nam tài tử Hoa ngữ. Không chỉ thế, cô nàng còn dính nhiều tin đồn với các nam diễn viên như Huỳnh Tông Trạch, Mã Tuấn Vĩ. Nhưng đỉnh đám nhất phải kể đến mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với Lâm Phong. Cả hai từng làm giới báo chí tốn không ít giấy mực trong một thời gian dài. Lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Trung Gia Hân gây tiếc nuối khi lên xe hoa với bạn trai ngoài ngành giải trí. Ông xã của nữ diễn viên là bác sĩ chỉnh hình Jeremy Rương, cháu trai của cựu chủ tịch TVB Lương Nãi Bằng. Tháng 2 năm 2016, Trung Gia Hân kết hôn cùng ông xã Jeremy Rương. Nữ diễn viên sau đó chuyển sang Canada định cư. Mãi đến năm 2020, Trung Gia Hân mới quyết định quay trở lại Hồng Kông để tham gia dự án Bệnh viện Nhi. Các fan còn chưa kịp ăn mừng thì nữ diễn viên đã tuyên bố đây cũng chính là bộ phim cuối cùng của cô trước khi giải nghệ. Chia sẻ về quyết định này, Trung Gia Hân cho biết, trong vòng 10 năm nữa, tôi mới có thể đưa ra con đường mới. Còn hiện tại tôi nghĩ mình cần dừng lại, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, không cho phép tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết, việc quay phim truyền hình đốt thời gian nhiều tháng trời trên phim trường. Đối với những người có con nhỏ như cô, đây thực sự là điều khó khăn. Chia sẻ với On, Trung Gia Hân xác nhận việc không hợp tác trở lại với TVB. Cô cho biết, thời gian qua nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng từ chối vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Ngôi sao Bằng Chứng Thép cho biết, những ai đã kết hôn và sinh con có thể hiểu được quyết định của tôi. Quay một bộ phim mất rất nhiều tháng, nhưng hai con của tôi vẫn còn quá nhỏ, chồng lại bận rộn công việc, tôi không thể để bé xa mẹ lâu như vậy, cũng không thể yêu cầu Jamie phải cáng đáng phần nghĩa vụ của mình. Quãng thời gian xa cách giúp tôi thấm thía nỗi nhớ gia đình, ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân. Trung Gia Hân hiện mang thai lần thứ 3. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tự tin chia sẻ hình ảnh bụng bầu đã nhô to của mình. Dẫu đang có em bé, Trung Gia Hân vẫn được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Trong lần sinh nở thứ 3 này, sao phim Bằng Chứng Thép cũng thường xuyên cập nhật trạng thái, thoải mái chia sẻ hình ảnh trong thai kỳ. Rời xa ánh hào quang của giới giải trí, mẹ bầu Trung Gia Hân vẫn giữ phong cách ăn mặc xinh đẹp, thời thượng. Thời gian qua, Trung Gia Hân cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh về ông xã, thời điểm cả hai kết hôn và di cư sang Canada. Nữ diễn viên từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là hết thời nên mới cưới người giàu có. Ít ai biết rằng, trước khi có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, Trung Gia Hân đã từng có thời gian trầm cảm nặng đến mức muốn chấm dứt mọi thứ. Cụ thể là lúc người đẹp mới bước chân vào showbiz,
việc giành được danh hiệu Hoa hậu Hoa Kiều năm 2004, Trung Gia Hân buộc phải đến Hồng Kông để làm việc. Vì thế, cô nàng cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. Bên cạnh đó, bởi bản thân là người của công chúng, nên Trung Gia Hân phải che giấu mọi cảm xúc và không thể thổ lộ cùng ai. Tình trạng này kéo dài trong suốt một thời gian nên cô nàng gần như phát điên. Trung Gia Hân còn cho biết có lần stress quá, cô đã phải gào thét với bản thân mình qua gương trong phòng vệ sinh của nhà đài TVB. Lúc này, nữ diễn viên đã rất sợ hãi vì cô không hiểu sao mình lại làm vậy. Sau đó, cô tiếp tục trốn trong phòng khách sạn và khóc rất nhiều. Cô cho biết, tôi thực sự có ý định kết liễu cuộc đời sau khi tham gia 3 bộ phim truyền hình đầu tiên của mình với đài TVB. Tôi không nghỉ ngơi thư giãn gì cả, cuộc sống cứ lôi tuột tôi đi. Cuối cùng, tôi định từ bỏ mọi thứ, hình ảnh với gia đình, fan và bạn bè hiện lên trong đầu và tôi cảm ơn vì họ đã thắp sáng lại cuộc đời tôi. Sau tất cả, Trung Gia Hân đã mạnh mẽ vượt qua mọi thứ. Không ngoa khi nói, cô nàng chính là một trong những hoa đán của TVB có cuộc sống viên mãn và ấm êm nhất hiện tại.